Không có tem ở loa này. Đây, với mã này. Tem này á? À? Vâng. Tem ấy mà, tem công suất mà. Không, wow, GB mọi người. Bây giờ nó có cái tem mã này nhá. Thì anh check trên trang web của nó ấy, đúng cái mã này. À thế à? Cái check trên đây này là ông cho nó mượn điện thoại đấy. Nó trùng hay không? À, cái check nó ra ra check của nó là nó ra hết đấy à? Ra hết tổng số à? Vâng. Đây. Không biết cài đi. 116H đây. 116H. Cái công suất là bao nhiêu watt? 6 ohm. 6 ohm à? Đây công suất để em chắc 80 watt à? Hai loa. Phân tần là đây 116H. Ừ. 116 là bao nhiêu watt? Đây vào gần 60 watt không? 60 watt á? Không, đấy là cái mã của nó. Tra như nào? Chỉ tra mạng là ra này. Đây. Đây. Anh đấy, anh mua nó vào GB là 60T. Đấy, phải chặn xe máy chứ, phải ô tô hộ của anh. Lên đấy thôi, nhưng mà ấy nè. Trong này nó để có 8 triệu đấy. 8 ôm. 120 watt. Cao thế cả. 60 watt một ôm. 8 ôm hay 6 ôm? À, một thùng 60 thế là 2 thùng là 120. Vâng. Ừ. Trong này đã ghi có 8 triệu rồi. Đây là của em nhưng mà lâu rồi. Mấy năm trước anh. Đây là của trang của chú à? Của em. Ừ. Đây đang cái này lâu rồi. Ừ. Lâu có đến mấy năm nè. Phải cái ảnh này bên cửa hàng cũ của tôi cái điện thoại sao